Xin chào các bạn, mình là Sudan đây. Ngày hôm nay mình sẽ chơi game Gold Hand. Trong game này, mình sở hữu găng tay vô cực siêu mạnh và mình có thể gắn các viên đá vô cực vào găng tay để tạo nên những sức mạnh cực kỳ đặc biệt tùy thuộc theo thứ tự và loại đá vô cực mình gắn vào. Với khả năng bá đạo như vậy, mình có thể sử dụng găng tay vô cực tiêu diệt tất cả các siêu anh hùng. Thậm chí sau khi thu thập đủ 6 viên đá vô cực, mình còn tìm ra được viên đá thứ 7 vô cùng mạnh. Viên đá vô cực thứ 7 là gì? Mình sử dụng găng tay và đá vô cực ra sao? Hãy xem đến cuối video để biết nhá. Với cả kênh YouTube của mình đang bị lỗi, chỉ có -20% các bạn đang xem video này là đã đăng ký kênh. Vì vậy các bạn hãy giúp mình sửa lỗi kênh YouTube bằng việc đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Wow, ngay lập tức chúng ta đã thấy có một bàn tay. Và các bạn thấy không, bàn tay này có 3 cái lỗ này, chắc chắn đây chính là găng tay vô cực của Thanos rồi. Nhưng mà mình lại có sở hữu được cái găng tay này để làm gì đây? Có khá là nhiều các cái loại găng tay khác nhau. Từ từ. Rồi bây giờ cứ thử chơi đã, play đã này. Play là chơi, play game chứ không phải là play video, hiểu không? Các trưởng chưa kịp chơi gì mà phải xem quảng cáo luôn các bạn. Ok, để hướng dẫn này, đầu tiên mình phải lựa chọn sức mạnh của mình. Mình sẽ lựa chọn là các viên ngọc gì? Viên ngọc reality thực tại này, viên ngọc không gian space, hay là viên ngọc my stone, space stone và reality stone. Không biết tiếng Việt có là gì nhỉ? Tiếng Việt mình không nhớ cái này gì là gì. Cái này thực tại, cái này là không gian à? Ok, từ phải search lại cái không, cái này quê quá. A few moments later. Ok, reality là viên đá thực tại này, space là viên đá không gian và milestone, mai là viên đá trí tuệ các bạn ạ. Ok, thôi bây giờ thì cứ dùng đấy, nó có 3 găng tay của mình chỉ có đúng 3 cái lỗ thì thôi, dùng hết cả 3 cái thôi. Ui, búng tay ạ. Nâng cấp nó là sao? Mình dùng space. Wow, chọn một viên ngọc, sau đó là nâng cấp nó lên và chọn hiệu ý hiệu ứng của nó. Đâu, cho bên trí tuệ vào thế nào. Uầy, wow, nhét 3 viên ngọc vào thì nó tạo ra 3 cái chưởng, xong rồi bắn 3 chưởng đó vào đối phương bị tẩy não và tan tành sắc pháo luôn, và mình phải xem quảng cáo luôn. Ok rồi. Ui, mình có bonus. Thôi, chọn bonus sấm sét hay là thiên thạch đều phải xem quảng cáo cả. Thôi, cảm ơn nhá, tôi không cần xem quảng cáo đâu. Ok, mình có bản nâng cấp à? Wow, mình có thể nâng cấp. Ui, nâng cấp nhiều thứ vẫn trường ạ, nhưng mà đều tốn rất là nhiều tiền. Hoặc là chỉ đơn giản bạn xem quảng cáo là bạn có nâng cấp này ngay. Mà thôi, không. Ngoài cũng phải xem quảng cáo. Vâng, mình hiểu tại sao Thanos không thể thắng được Avengers rồi các bạn ạ. Bởi vì Thanos mỗi lần mà chuẩn bị búng tay hay là dùng ngọc là đều phải xem quảng cáo. Vào chiến nào. Ui, con này nó tới lại gần mình à? Như vậy mình sẽ phải chọn rất là nhanh. Bây giờ là chọn viên không gian trước này. Wow, mình sẽ vẽ một cái vòng. Bây giờ chọn viên thực tại. Vòng lại biến thành màu đỏ. Và viên trí tuệ. Vòng màu vàng. Ok, hiệu ứng là cái cuối cùng. Cái viên thứ 3 mình nhét vào là viên cuối cùng. Là hiệu ứng sẽ là đối phương bị tẩy não và tan tành ra. Ok, hiểu rồi. Rồi, mở hò mà, hò đây đấy, 50 đồng, ok, được rồi, xin. Thôi, tôi không cần, mình muốn tiếp tục làm thế nào. Bây giờ sẽ là viên milestone đi. Wow, mình tạo ra một tia laser. Từ, tiếp đến sẽ là reality, để tạo thành 2 tia. Và space. Ủa, là sao? Ủa, là sao vậy? Sao mình sử dụng sức mạnh của cả 3 viên đá vô cực rồi mà vẫn thua? Vẫn bị một thằng đơn giản lao vào cầm rìu chém là mình thua. Được rồi, sao? Lại nhá. Mai này. Reality này. Space. À, mình có thể đổi. Ok rồi, ôi. Mình có thể làm được này được. Ủa, là sao? Khó vậy, hay là cái viên đấy nó không có tác dụng nhỉ? Nó khó phết đấy. Đúng rồi các bạn ạ. Tưởng rằng có đá vô cực trong tay là mạnh nhất thế giới á, không? Phải biết sử dụng nữa. Đâu xem nào. Lại này. My reality face. Oh! Oh! Rồi, đổi lại này. My space và reality. Wow! Đúng là mình đổi vị trí, đổi thứ tự các viên ngọc là nó sẽ có những hiệu ứng khác nhau luôn. Ê, cái này đỉnh thực sự ạ. Đâu xem nào, bây giờ vào phần găng tay. À,
mình có thể mở khóa găng tay, một loại găng tay khác bằng việc xem quảng cáo. Ok, em thử đi. Chấp nhận xem quảng cáo để mình lấy một cái găng tay khác. Găng tay vô cực dùng nãy giờ rồi, hỏng găng rồi các bạn ạ. Và mình đã mở khóa được găng đấy, găng màu đen à, găng tay vô cực nhưng mà lại của Black Panther, của báo đen các bạn ạ. Đâu xem nào, tôi đổi lại này, reality trước, sau đó là mind và space. Hay. Được space trước, sau đó là mind và reality. Wow. Ơ, có một thằng nữa à? Ui, 3 viên reality. Chúng ta dùng chung 3 viên được. Uầy, các bạn ạ, như vậy là sẽ có rất nhiều các cách phối hợp. Chỉ cần 3 viên thôi, 3 viên chúng ta sẽ có tất cả. Từ từ, để mình tính này. Nếu các bạn có 3 viên đá và các bạn phải lựa chọn 3 viên trong số đó, nhưng mà là có thể lấy trùng. Tức là nó giống như là cái bài toán mà cho các bạn là 3 số 1, 2, 3 thì các bạn có thể tạo nên bao nhiêu số có 3 chữ số từ những cái số đấy. Rồi, uầy, cái gì rất nhiều luôn á. Đấy là 3 viên reality đúng không? Bây giờ sẽ là 3 viên ngọc, 3 viên không gian. Wow. Ok, chỉ thế thôi hả? 3 viên mai đi, 3 viên ngọc. Wow, ok. Rồi xem nào, tôi đổi lại này. Space, reality, và lại là reality lần nữa. Ui, quá, mình tưởng nó né luôn á. Wow, cái này thì quá nhiều cách kết hợp luôn á. À, còn là nâng cấp này, nâng cấp 6 viên ngọc này. Cái này là viên space, milestone, không gian này, trí tuệ này. Cái này là viên gì ta? Linh hồn là soul stone, viên power, viên sức mạnh, viên đá thời gian. 1, 2, 3, 4, 5, cuối cùng viên gì ta? Thôi rồi, bây giờ thử nâng cấp cái milestone đi. Ok, vừa nâng cấp lên không biết có khác gì không. Ô, mình mở khóa được viên đá sức mạnh power stone. Wow, thử 3 viên power stone nào. Sức mạnh gấp 3. Wow, bây giờ mình phải đối đầu với cả Thor đúng không? Rồi, power, mind và space. Tấm, wow. Ok, này là power, reality và lại là power đi. Vãi trường ạ. Có quá nhiều sự kết hợp mà mình không biết kết hợp như thế nào cho nó đỉnh nhất luôn. Nhưng mà nói chung ấy là nó vẫn giữ được cái gọi là cái bản chất của các viên đá các bạn ạ. Reality thực tại sẽ khiến cho đối phương sẽ kiểu bị biến đi, biến mất khỏi thực tại. Viên đá không gian đưa đối phương sang một chiều không gian khác. Viên đá milestone, viên đá trí tuệ là bắn tia laser vào đối phương các bạn ạ, và khiến đối phương bị tẩy não rồi nổ tung. Và viên power đơn giản là sức mạnh thôi, đấm đối phương thôi. Ở xem nào, bây giờ thử nào. Reality, space, power. Ui, ném trưởng mặt đối phương đúng nghĩa của chuyện là tan xác luôn. Ôi, thò. Rồi, space, power, mind, đẩy ra xa và nổ. Space, power, reality. Bây giờ mình không có thể nào mà mình có thể đọc được các viên ngọc nữa các bạn ạ. Mình phải chơi thôi, không là mình sẽ thua. Thế không, laser của milestone đã cực khỏe rồi, nhưng mình đã hơi chậm. Thôi, mình phải xem quảng cáo. Rồi, cố gắng lại này. À, nhiều ngọc quá, bây giờ mình không biết kết hợp sao cho nó chuẩn luôn ấy. Gẩy tay một cái là nổ hết luôn. À, viên power này đúng mạnh luôn á. Ôi, đấm một cái đẩy hết ba thằng ra xa. Và đối phương ba thằng tan biến này, loài bướm luôn. Uầy, wow. Các bạn ạ, đúng là sức mạnh của viên đá thực tại khiến cho đối phương có thể cho thực tại thấy bất kỳ cái gì mà mình muốn. Rồi, lần này thử đi, xem quảng cáo để xem là cái này như nào đi. Cái mình muốn, ok, nó hiện ra mãi, để xem thử là gì đi. Đây, lấy cái thiên thạch đi nhá. Đâu, xem nào, thiên thạch thì sao? Thiên thạch, vẩy tay cái nhẹ, vẩy cái,
Rồi ok, sức mạnh này hơi ghê đấy, hơi ghê quá rồi đấy. Rồi, đổi thử khác thế nào. Ok. Rồi. Ui, cái này chắc chắn là Iron Man rồi. Ồ, test thử viên Milestone mới thế nào. Wow, laser siêu mạnh luôn. Quá đơn giản để chiến thắng. Rồi, mình đổi găng đi. Ok, cái này bắt buộc các bạn ạ, bắt buộc phải mở khóa găng mà mình xem quảng cáo rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ xem, ngồi đây xem 4 cái quảng cáo luôn nha các bạn. Để mở hết 4 cái găng, cho các bạn xem 4 cái găng đã bị khóa, nó là những cái găng gì. Nào, cái đầu tiên là găng tay gì đây? Đây là găng tay gì? Găng tay quảng cáo à? À, sao găng tay gì màu mè trông lạ này. Từ để mình làm lại cái khác này thôi. À, đây, báo đen Wakanda Base My và Power. Ui, tan tành sắc pháo báo đen. Wow, chúng ta lần này đối đầu với cả Doctor Strange, bác sĩ lạ này. Và có ngay viên ngọc thời gian. Rồi, để xem viên ngọc thời gian này có tự gì đây. 3 viên thời gian đi. Ủa là sao? Chưa hiểu lắm. À, Doctor Strange đang có giơ cái khiên đỡ, ngưng động thời gian. 3 viên thời gian khiến cho Doctor Strange bị ngưng động thời gian và biến thành đá luôn. Ok nào nha, bây giờ thử nào. Đầu tiên này, viên ngọc thời gian, viên ngọc sức mạnh và viên ngọc thời gian tiếp. À, ngưng động thời gian The Warudo à? Của trong Jojo à? Ô sao nào? Uầy. Ui. Thế các bạn ạ, càng ngày càng mở khóa được những viên đá vô cực mới á, thì càng có nhiều sự kết hợp các viên ngọc, các viên đá với nhau. Quá khó để cho mình lựa chọn một cái combo ngọc nào mà nó mạnh nhất luôn ấy. Uầy, cái này là Hulk à? Đúng không? Người khổng lồ xanh nhưng mà phiên bản màu đỏ à? Liệu còn ném đá giấu tay nhỉ? À không, nó vẫn có tay, nó không giấu tay. Đâu nào? Mày này, Hulk này. Nắm ba thằng người khổng lồ xanh với chúng tôi. À, người khổng lồ đỏ các bạn ạ. Chính ra là từ đầu game bây giờ mình đã tiêu diệt khá là nhiều các thành viên trong đội biệt đội báo thù Avenger đấy. À, đúng là trò này hợp với mình các bạn ạ. Làm bên kẻ phản diện, kẻ ác đúng không? Làm ác quy để tiêu diệt siêu anh hùng. À, 150 đồng rồi. Nâng cấp cái gì đây? Nâng cấp cái này đi. Mặc dù không hiểu nó là làm gì. Cứ nâng cấp đi. Cái này nữa, nâng cấp luôn. Rồi, vào chiến. À, người khổng lồ đỏ quay trở lại à? Ok thôi, thêm viên tham nữa đi. Quá mạnh chứ còn gì nữa. Mà chính ra ấy, bây giờ mình thấy cái trò này ấy, nó lại không có hiển thị cho mình là level các bạn ạ. Không biết là mình đang ở level bao nhiêu để mình biết được là mình sắp mở khóa được những viên đá còn lại chưa. Thôi, đã thế thôi, mở khóa nốt 3 cái găng tay còn lại nhá. Đâu, xem nào. À, cái này có vẻ là găng tay vô cực nhưng mà phiên bản của người sắt Iron Man. Đâu, xem nào, đúng không? Đúng rồi các bạn ạ, đúng thế luôn. Rồi, reality này. Cái này bây giờ mình chỉ có cách là mình chọn bừa chứ mình không biết là chọn cái gì cho nó hợp lý cả. Thật sự luôn ạ. Ủa? Ok. Tiếp tục nào. Đấy, bây giờ những cái chiêu thức này nó kết hợp với nhau mà kiểu nó quá ảo đi á. Thành ra là giờ mình không biết là phải kết hợp như thế nào cho nó đúng nữa. Quá nhiều cách kết hợp.
Nhưng mà mình lại không hiểu tại sao trò này nó chỉ cho kết hợp 3 viên ngọc, 3 viên đá vô cực các bạn ạ. Mà trong khi rõ ràng là có tất cả là 6 viên. Cái găng tay nó cũng là găng tay 6 viên mà. Chả hiểu sao găng tay, chắc là găng tay này là găng tay vô cực mà mua ở Shopee rồi. Nó chỉ có 3 viên, 3 cái lỗ để cho để 3 viên thôi. Ok, rồi. Biết đến là găng của Iron Man rồi. Bây giờ nốt 2 găng còn lại đi. Và mình mở khóa được. Sao lại cái găng tay vô cực mà màu xanh lá cây này? Hả? Găng này là găng của ai? Ok, không biết nhá. Không biết găng này là găng của siêu anh hùng nào, nhưng mà mình phải đối đầu với Captain America ở đây rồi. Ui, bao giờ mới mở khóa được cái viên tiếp theo đây? Ui, to đến luôn kìa. Ui, bình tĩnh nào hai anh, bình tĩnh đi. Sự kết hợp quá mạnh, bắn ra 3 trưởng lực của thời gian. Cái này sẽ là gì đây? Đấm một cái, bay ra không gian khác luôn. Má chứ ạ, cái viên power đầu là cực kỳ hay nha. Time reality. Đấm một cái là bay ra ngoài mà thành bướm bay. Bướm này là cánh hoa không biết nữa các bạn ạ. Nhưng mà thật sự quá mạnh. Rồi, còn một cái găng cuối cùng. À, cái găng này có vẻ như là mình nhìn thấy có 3 cái móng vuốt. Găng của Wolverine các bạn ạ, người sói. Ok, người sói mà lại cũng cần găng vô cực à? Và đây rồi, đôi giày. Găng tay vô cực cuối cùng. Găng tay vô cực của người sói. Vâng, tuy là vẫn có vuốt nhưng mà lại dùng sức mạnh của đá vô cực các bạn ạ. Đâu xem nào. Cái này phải là sức mạnh, bồi sức mạnh nhiều vào. Tấn vô cái đó. Như kiểu là dùng vuốt ấy, đấy. Rồi này, chuyển qua viên thời gian đi. Tấn vô cái. Bay cao, thật cao, xa, thật xa luôn. Time, space, power. Ui dồi ôi. Chạy đâu con sâu. Ui dồi ôi. Wow, lần này mình đấu đến với bàn chùm. Và bàn chùm lần này có vẻ đây là Captain America đúng không? Đội trưởng Mỹ đúng không? Đúng không? Chuẩn rồi. Ui, đội trưởng Mỹ ném khiên. Ui, phải đỡ khiên, đẩy khiên ra, đẩy khiên lại vào đội trưởng Mỹ. Hay quá. Tiếp tục nào. Power, time, reality, đẩy lại. Đó. Rồi, tiếp tục. Cắn đá vô cực vào, đẩy khiên lại. Mình đã chiến thắng đội trưởng Mỹ Captain America bằng chính cái khiên huyền thoại của anh ta. Trời ơi, easy. Đây rồi. Mình đã mở khóa được viên ngọc, viên đá vô cực linh hồn. À, cái gì đây? Phải trưởng ạ. Viên đá linh hồn là gọi ra 3 cái linh hồn đúng nghĩa luôn. Và 3 linh hồn, có nhiều linh hồn này nhập vào đối phương để đẩy linh hồn đối phương đi ra. Ôi, viên đá này nó đảng quá, nó bù quá. Đâu, đổi viên khác này, cái đầu khác này. Từ từ, không hiểu lắm. Ê, đá. Ui, mày ơi, kịp. Yes, có viên đá linh hồn vào cái mình ấy, không biết chơi như nào luôn ý. Wow, gọi ra 5 linh hồn á. Wow, 5 linh hồn đưa đối phương sang một chiều không gian mới luôn. Reality. Wow. Wow. À, gọi triệu hồi linh hồn ra ghê vãi trường. Rồi, lần này đối đầu với cả 3 Doctor Strange một lúc. Với cả 2 Hulk. Trời ơi, chính mà chuyện một đấm là linh hồn 3 người bay lên luôn ạ. Đỉnh quá các bạn ạ. Đá linh hồn này ảo thật. Ok, từ từ. Mình sẽ nâng cấp linh hồn đi. Cái linh hồn này hay quá. Rồi, nâng cấp linh hồn này nè. Cái viên đá linh hồn này đỉnh thật. Ok, linh hồn cũng phải khỏe hơn rất nhiều.
lỗi à? Rồi luôn. Linh hồn, ngọc linh hồn bị lỗi rồi. Nếu mình sử dụng ngọc linh hồn ở ban đầu ấy, nó sẽ bị lỗi. Hơi cay nha. Ui, vẫn còn. Rồi, tiếp tục, cố lên nào. Vẫn còn. Ui. Yes! Chiến thắng luôn. Và đây rồi. Ui, giới mới để ý, mình mở khóa 6 viên đá rồi, nhưng còn viên thứ 7 này là viên death. Viên cái chết là sao? Viên đá cái chết. 3 viên cái chết. Là sao? Từ. Viên đá cái chết là sao đây? Wow. Viên này là viên bay màu. Bắn vào đối phương sẽ bay màu ạ. Linh hồn cái chết. Chạm vào ai là người đó bay màu. Uầy. Ngọc này, ngọc cuối cùng này hơi bị đỉnh nha. Uầy. Ngọc này xịn quá bạn ạ. Bây giờ mình mới để ý là có tận 7 viên ngọc, chứ không phải là 6 viên ngọc. Dí đến đâu là toang đến đấy. Và mình đã chiến thắng luôn thần Thor. Và như thôi các bạn ạ, có lẽ đến đây là đã xong rồi, vì mình đã mở khóa luôn toàn bộ tất cả những cái viên đá vô cực, cả viên đá ẩn, viên đá death, viên đá cái chết ở trong trò chơi này rồi. Ôi, mình quá mạnh rồi. Quá mạnh. Đúng là nắm tay viên đá vô cực của khác quá khỏe. Rồi. Dăm ba mấy thằng trẻ con này á này. Linh hồn cái chết đi đến đâu bay màu đến đấy. Quá mạnh luôn. Yes. Vâng các bạn ạ, và như vậy mình đã mở khóa luôn toàn bộ những viên đá vô cực ở trong Gohan, và còn mở khóa được viên đá vô cực ẩn nữa, viên đá thứ 7 các bạn ạ. Quá mạnh luôn. Và thực sự các bạn ạ, nếu mà ngoài đời mình mà có được cái găng tay vô cực này, chắc chắn mình là bá chủ thiên hạ rồi các bạn, đúng không? Thế đúng không? Ok, nếu các bạn xem vào tới đoạn này rồi thì đây là một video nữa mà các bạn có thể bấm vào để xem tiếp theo. Bấm vào đi nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudan và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.